Niger là một trong những nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới. Reuters trích thông tin của Hiệp hội Hạt nhân Thế giới cho biết, Niger là nước sản xuất uranium lớn thứ 7 thế giới. Uranium là mặt hàng xuất khẩu chính của Niger, và trong những năm qua đã đưa quốc gia không giáp biển ở Tây Phi trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, Washington Post cho hay. Kim loại phóng xạ là nhiên liệu được sử dụng rộng rãi nhất cho năng lượng hạt nhân. Nó cũng được sử dụng trong điều trị ung thư, động cơ đẩy hải quân và vũ khí hạt nhân. Không chỉ là nhà sản xuất uranium lớn thứ 7 thế giới, Niger còn sở hữu quặng uranium cấp cao nhất của châu Phi, và là một trong những nhà xuất khẩu uranium chính sang châu Âu. Pháp là nhà nhập khẩu chính uranium của Niger, giúp cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp, hạt nhân dân dụng khổng lồ của Pháp. Niger đã sản xuất 2.020 tấn uranium vào năm 2022, chiếm khoảng 5% sản lượng khai thác của thế giới. Con số này đã giảm so với 2.991 tấn vào năm 2020. Ba nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới là Kazakhstan, Canada và Namibia, theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới. Uranium được phát hiện lần đầu tiên tại thị trấn Azelik ở Niger vào năm 1957 bởi Cục Recherche Géologique et Minière của Pháp khi cục này tìm kiếm đồng. Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp đã khởi xướng các nghiên cứu sâu hơn. Mỏ uranium thương mại đầu tiên của Niger bắt đầu hoạt động vào năm 1971. Thị trấn Azelik là một khu định cư hoang vắng ở rìa phía nam của sa mạc Sahara. Chính tại đó, trong dãy đất khô cằn ở phía bắc Niger, các nhà địa chất người Pháp đã tìm thấy khoáng chất phóng xạ quý này. Kể từ đó, các công ty nhà nước của Pháp đã khai thác và biến Niger thành nhà sản xuất uranium lớn thứ 7 thế giới. Vào năm 2022, các mỏ xung quanh Alit chiếm 25% tổng lượng uranium nhập khẩu của Liên minh châu Âu. Tại một quốc gia hạt nhân hóa như Pháp, nhu cầu về uranium là rất lớn. Sau biến cố tại Niger, một số người đã nhanh chóng lo lắng về khả năng thiếu uranium trong các nhà máy điện hạt nhân của Pháp. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Niger trên thị trường thế giới đối với kim loại phân hạch, cũng như tầm quan trọng của nó trong việc cung cấp cho Pháp. Tờ nhật báo Le Monde, Pháp, có đoạn, ở Pháp, nỗi sợ hãi đặc biệt tập trung vào việc khai thác uranium từ Niger và những hậu quả có thể xảy ra của sự độc lập về năng lượng này. Là một nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân của Pháp, uranium ở Niger đã được khai thác trong hơn 4 thập kỷ bởi tập đoàn chu trình nhiên liệu hạt nhân Pháp Orano, trước đây là Areva. Le Monde phân tích, để vận hành 56 lò phản ứng hạt nhân trong 18 nhà máy điện của Pháp, Pháp cần trung bình khoảng 8.000 tấn uranium tự nhiên mỗi năm. Sau khi ngừng khai thác trên đất Pháp, vào đầu những năm 2000, Pháp đã đồng thời chuyển sang một số quốc gia để được cung cấp. Trong 10 năm qua, 88.200 tấn uranium tự nhiên nhập khẩu vào Pháp, chủ yếu đến từ 3 quốc gia, Kazakhstan, 27%, Niger, 20% và Uzbekistan, 19%. Công ty đa quốc gia Orano, do chính phủ Pháp sở hữu 90%, vận hành 3 mỏ ở Niger, nhưng hiện tại chỉ một trong số đó đang hoạt động, bao gồm mỏ A. Mỏ A được điều hành bởi công ty Somme, trong đó Orano sở hữu 63,4%, có trụ sở gần thị trấn Alit trên sa mạc phía bắc Niger. Mặc dù mỏ sắp cạn kiệt, nhưng ước tính hoạt động của nó sẽ được kéo dài đến năm 2040. Mỏ Akokan. Khu khai thác Akokan, cách thị trấn Alit khoảng 10 km, đã bị đóng cửa từ cuối tháng 3 năm 2021. Với trữ lượng cạn kiệt sau 4 thập kỷ khai thác, Compagnie Minière Dakota do Orano sở hữu 59%, hiện đang thực hiện một dự án để phát triển lại khu khai thác của mình. Mỏ Imureren. Cuối cùng, Orano nắm giữ 63,52% cổ phần của mỏ Imureren, nằm cách thị trấn Alit 80 km về phía nam. Imureren được coi là một trong những mỏ uranium lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất tại khu vực này đã bị đình chỉ vào năm 2014, cho đến khi giá uranium cải thiện. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.